chúng ta cùng XQ. Như vậy là chúng ta cũng tạo ra được bảng sản phẩm 2 xin phép. Đây bảng sản phẩm 2 của chúng ta đây. Có 3 cột tương tự như bản sản phẩm. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Cách đầu tiên để tạo table ở trong database, chúng ta sẽ chuột phải vào table, chọn new table. Một cửa sổ mới hiện ra là để chúng ta nhập các cột của bảng. Ở đây có 3 thông tin cần nhập của một cột, đấy là tên cột. Thì chúng ta sẽ tạo bảng dữ liệu sản phẩm đi. Thì đây sẽ là mã sản phẩm này. Kiểu dữ liệu sẽ là in. Cho phép null hay không? Không cho phép. Tên sản phẩm chúng ta sẽ để là Novacha, mặc định sẽ là 50. Nếu các bạn để Vacha thì chỉ có thể nhập được tiếng Việt không dấu, còn Novacha thì các bạn có thể nhập ký tự có dấu tùy ý. Tiếp đến là ta sẽ thêm một cột còn hàng. Ở đây data line của chúng ta sẽ là kiểu bit. Ok, sau khi đã tạo đủ cột xong thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl F. Một thuật thoại hiện ra, chúng ta sẽ có tên bảng ở đây, sẽ là bảng sản phẩm. Chúng ta nhấn OK. Vậy là chúng ta đã tạo được bảng rồi. Chúng ta cùng refresh table. Đây, bảng sản phẩm của chúng ta đây. Cách thứ hai để tạo bảng là chúng ta sẽ dùng câu query. Chúng ta cùng nhấn vào new query. Có câu lệnh. Cấu trúc câu lệnh để tạo bảng trong SQL Server như sau. Chúng ta sẽ gõ từ khóa create table, sau đấy là tên bảng. Tên bảng của chúng ta sẽ là sản phẩm 2, column 1, data type. Tên của column 1 của chúng ta sẽ là mã sản phẩm này. Data type là kiểu in. Phẩy, cột thứ hai sẽ là tên sản phẩm. Các bạn ở đây sẽ là chữ M. Kiểu dữ liệu sẽ là Novacha 50. Và cột thứ ba là còn hàng. Kiểu dữ liệu đây là bit. Rồi, tôi sẽ xóa đi dấu 3 chấm này. Chúng ta cùng XQ. Như vậy là chúng ta cũng tạo ra được bảng sản phẩm 2 xin phép. Đây là bảng sản phẩm 2 của chúng ta đây. Có 3 cột tương tự như bản sản phẩm. Tiếp đến nữa là cách tạo table bằng câu lệnh select into. Câu lệnh này thì tôi đã hướng dẫn ở trong bài SQL Select, các bạn có thể xem ở link ở trong phần mô tả nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin hẹn lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.